Rồi, hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái dây Cora máy phát của con Su Lam Tạ nhé. Thông tin lên mình đây này. Đấy, sản phẩm ở đây. Cái này nó không có răng cưa hay gì nhé. Anh em có cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé. Xin chào anh em.